Mặc dù luật quảng cáo và các quy định có liên quan đã quy định rất rõ về việc sử dụng ngôn ngữ và kích cỡ chữ viết, tuy nhiên thì tại nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, tình trạng vi phạm quy định vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là lỗi dùng biển quảng cáo bằng tiếng nước ngoài thay cho tiếng Việt. Bảng hiệu quảng cáo bằng tiếng nước ngoài lấn át cả tiếng Việt. Có bảng để vài dòng tiếng Việt rất nhỏ ở dưới, có bảng chỉ ghi tên đường. Thậm chí có bảng hiệu hoàn toàn không có tiếng Việt. Đây là thực trạng tại nhiều tuyến phố du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trần Bạch Đằng là một trong những con đường du lịch sầm uất của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, rất nhiều du khách Việt Nam khi đến đây đều cảm thấy ngán ngẩm bởi vì họ không biết trong những cửa hàng với chi chít những quảng cáo bằng tiếng nước ngoài thì đang kinh doanh những mặt hàng gì. Trước thực trạng trên, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ kiểm tra, xử lý liên ngành về việc sử dụng chữ viết, đặt biển hiệu quảng cáo tại các nhà hàng, khách sạn dọc các tuyến đường tập trung khách du lịch trên địa bàn. Tổ kiểm tra cũng cho người ta đến cái thời gian là đến ngày 25 tháng 10 năm 2019 này thì tất cả những cơ sở vi phạm đó đều phải khắc phục sửa chữa. Nếu như cơ sở nào không khắc phục sửa chữa thì tổ kiểm tra trong thời gian đó sẽ đi kiểm tra lại, và cơ sở nào mà không sửa chữa thì sẽ lập biên bản vi phạm và sẽ là xử phạt đúng theo quy định của Nghị định 158 của Chính phủ. Thì lần này thì Ủy ban nhân quận cũng chỉ đạo cho tổ kiểm tra của chúng tôi là sẽ làm việc một cách quyết liệt, không để trường hợp nào bỏ sót. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, tổ kiểm tra liên ngành của quận Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản đối với 43 cơ sở vi phạm về quy định chữ viết, đặt biển hiệu quảng cáo, đồng thời tuyên truyền các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện nay thì đối với những cái trường hợp mà vi phạm ngôn ngữ về quảng cáo thì có thể bị xử phạt lên đến 15 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ tất cả các bản vi phạm về ngôn ngữ quảng cáo này. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên các địa phương tại Đà Nẵng ra quân xử lý những trường hợp vi phạm luật quảng cáo. Chính vì vậy, các cơ quan ban ngành chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm mất mỹ quan của một thành phố du lịch như Đà Nẵng.